Cho nên các bạn hết sức chú ý chỗ này giúp thầy. Nếu như bạn đọc ở đâu đó, hoặc bạn search ở đâu đó, nó có câu select là chọn những mặt hàng, 5 mặt hàng bán chạy nhất. Ví dụ người ta nói là chọn 5 mặt hàng bán chạy nhất, thì trong SQL server á, thì cái 5 đó là top. Còn trong MySQL thì cái 5 đó là limit. Limit. Như vậy limit này là gì? Thì chú ý chỗ này giúp thầy. Cái phần limit, nó chỉ cần biết lấy 1, 2, 3, 4, 5. Còn lại nó bỏ. Bởi vì mình không có sort, mình không có sắp xếp gì hết. Thì nó cứ lấy 5 dòng đầu tiên của cơ sở dữ liệu. Còn nếu như các bạn nói là tìm tên, ví dụ như là bạn sắp họ và tên, order by họ và tên, sau đó là bạn lấy 5 bạn đầu tiên, tức là những bạn nào mà có tên là ABC đó, thì sẽ nằm trong cái top 5 này. Thì lúc đó bạn phải sort, bạn phải sắp. Còn nếu không thì thôi. Vậy chỗ này cũng là cái lệnh này, mà thầy thêm một cái nữa là limit. Thì chuyện gì xảy ra? Ở chỗ này chúng ta sẽ có là from nhân viên limit 3. Limit 3. Select from limit 3. Ở trong này có tổng cộng là 12 dòng. Ở đây thầy limit 3. 3 dòng. Được không? Đó là lệnh limit là ở trong MySQL. Còn trong cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL Server là các bạn sẽ học được ở môn tiếp theo. Thì nó sẽ dùng là top. Top mấy? Đó. Rồi cái này dùng để làm gì? Ví dụ mình có là doanh thu. Người ta sẽ hỏi là những mặt hàng nào bán doanh thu cao nhất, hoặc là 3 mặt hàng có doanh thu cao nhất. Như vậy mình sẽ sắp doanh thu lại, giảm dần, và mình lấy 3 dòng đầu tiên. Được không? Bây giờ giả sử nè, tổng cộng có bao nhiêu dòng? 12 dòng. Ở đây mình top 20, lấy limit 20 được không? Rồi limit 20 coi nó ra cái gì. Limit 20 thì nó ra trong khoảng 20 vậy thôi. Đó, rất là đơn giản ha. Tức là nó lấy số min giữa 20 và tổng số lượng. Còn gì nữa không? Phần đó là phần limit hoặc là top. Hiển thị 10%. 10%. Bây giờ hồi nãy không phải là 10 nữa mà là 10%. Nó khác không? Khác. Ví dụ 10% của 50 là bao nhiêu? 5. Mà 10% của 100 là 10. Như vậy chúng ta sẽ dùng percent. Vậy thì ở trong MySQL chúng ta có thử dùng percent được không? Thử coi nào. Chỗ này chúng ta đã limit, ví dụ limit 10%. Không, từ khóa này không tồn tại ở trong MySQL. Chữ P. Không, limit 10 P không có. Vậy các bạn suy nghĩ xem thử làm sao mà mình lấy được 10%. Thử xem nào, suy nghĩ thử coi. Nếu như mình dùng như vậy mà không được
ở trong SQL thì nó dùng là top 10%. Còn ở trong MySQL là gì? Bạn nào có kết quả cho thầy hay lấy điểm cộng.